Đáng lẽ vậy là phải lên cuộc giùm tôi đó, đứng dưới lan mà. Mình sẽ uống nước cái nhá. Chắc nói chuyện một tí cho mấy anh em nghỉ mệt cỡ 2 phút nhé. Sao rồi, khỏe không? Hà Nội của tôi khỏe không ta? Khỏe thiệt nhiều không? Đúng rồi, cho nên là phải ráng cố gắng giữ sức khỏe nha. Như tôi là tôi bệnh lên từ miền Nam ra miền Bắc luôn, hôm nay ho quá trời luôn. Sợ khi nãy hồi diễn không được nhưng mà sung quá, cho nên là nãy hát nghe hay không? Nghe được đúng không? Còn chơi được mà đúng không? Rồi sao, khỏe không? Vậy gì cái cũ ra khỏe không? Khỏe không? Bên đây khỏe không? Bên trái bên đây khỏe không ạ? Khỏe không ạ? Dạ, cảm ơn mọi người nhá, tình yêu mọi người lúc nào cũng vậy. Nói gì đây nhỉ? Nhớ tôi không? Thiệt không? Ông áp quá. Thôi bây giờ hát thêm đi nhá, tại vì không ai nói chuyện với tôi hết trơn à. Đèn chiếu nhiều quá tôi không thấy khuôn mặt nào hết. Bây giờ la đi, bên nào mà lớn thì tôi về tôi nói nhá. Thôi bên đây trước đi. Rồi sao anh chị ở nhà khỏe không? Hả? Anh chị ở nhà lập gia đình chưa? Bà có bồ chưa? Bà nhỏ nhỏ em bất kiến này, bà có bồ chưa? Đừng yêu sớm nha. Đẹp cho nên là khổ đó, cho nên là đừng yêu sớm nha. Hay là tôi nha. Bây giờ tôi hỏi ví dụ nhá, bây giờ bên giữa bên đây tôi có một cái cục tiền dành tôi, bà chọn ai? Hả? Rồi, bà chọn tiền đúng không? Một chút xíu tiền sẽ giải thích sau. Bây giờ chúng ta hát Hoa Hải Đường nhá. Ok, cánh tay mọi người đâu hết ra. Hát cùng với Sát nha, Sát đang hò đấy. Mọi người gần cùng phụ với Sát nha, được không? Ok, let's get it, Hoa Hải Đường ạ.